Em là Trần, xin kính chào các bác đam mê audio trên toàn quốc. Clip hôm nay em là Trần sẽ lên sóng cho các bác hàng loạt những cái cặp loa cây cột, những cái cặp loa chân dài mới cập bến shop Đạt Trần Audio Hà Nội. Đầu tiên đó là một cặp loa rất là hot, cặp loa Tannoy với model 615MK2, dòng loa cực kỳ là gấu của Tannoy, thiết kế đẹp, chất âm hay và cái giá thành vô cùng là hợp lý. Cặp 611 MK2 này của em là MK2 chứ không phải 611 trơn các bác nhé. 611 MK2 nó cao tới 1m, chiều ngang là nó khoảng khá là lớn, khoảng 25 đến 30 gì đó. Về cái cấu hình của nó thì cũng rất là khủng luôn. Cấu hình của nó thì mỗi thùng gồm có hai loa bass đường kính 20, một loa mid đường kính 20 và một loa chép đồng trục nằm ở vị trí kinh giữa loa mid, và công nghệ đồng trục của hãng Tannoy đã quá nổi tiếng rồi. Cặp này với cái thiết kế vỏ màu đen đẹp xuất sắc cũng như zin nguyên bản, tiếng loa rất đẹp, gân còn zin chưa phải thay thế. Cặp loa này thì nó cái thùng của nó thì nó được cái phân làm hai phần, phần trên là giải mid và giải chép, còn cái phần dưới là phần bass. Bass của nó được đặt riêng trong một thùng, tạo nên cái âm bass rất là tốt, tiếng trung âm ngọt rộng và thoáng, giải cao thì lên cao chi tiết cũng như là bông tơi. Tiếp theo thì bên cạnh nó thì em có một cặp Infinity với model Kappa 6.1i, cặp này em cũng mới lên sóng hôm qua. Cặp này thì cũng rất là đẹp luôn, vỏ gỗ sồi, vỏ gỗ thật luôn, cặp loa thiết kế trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết, thành vách góc cạnh của nó thì mới không khác gì đập hộp. Cấu hình của nó thì cũng gồm có một bát 30, bát 20, một loa trung dom rất là lớn, trung dom của Polydom đây, một loa chép emit độc quyền của hãng Infinity, và vỏ này là vỏ gỗ sồi thật, rất là đẹp luôn. Tiếp theo bên này em cũng còn những cái cặp loa khá là độc đáo thì vừa mới cập bến. Đầu tiên đó là cặp Mirage của Canada, thiết kế đa hướng với một bát 20, một chép đằng trước và một trung toàn giải ở phía sau. Cặp này em sẽ quay phía sau cho các bác coi. Tất cả những cái dòng cây cột này thì nó đều đánh cầu bi quay và cầu loa là cọc loa cọc bóc chuối các bác nhé. Đây, cặp Mirage của Canada, quay cả hai mặt trước sau, e căng của nó đầy đủ các bác nhé. Bác nào quan tâm những cặp này thì xem lại clip trước hôm qua em mới quay đây. Đây, cặp Mirage của Canada. Tiếp theo thì em cũng mới về được một cặp BBK 603 S3. 603 S3 thì trước về được rất là nhiều, hôm nay thì về được có mỗi một cặp thôi. 603 S3 này thì màu vàng rất là hiếm, hàng về cũng số seri liền kề như các cái cặp trước, lần này chỉ về được một cặp 603 S3 còn khá là đẹp, thành vách rồi thùng cũng khá là ok luôn. Tuy nhiên thì vẫn chuyển về thì nó bị hóp một chút các cái rốn bát này, nó không ảnh hưởng đến chất âm, tuy nhiên thì nó ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bác nào không quá quan trọng thẩm mỹ thì các bác chơi, giá em sẽ bán rẻ hơn các cái cặp trước. 603 S3 bình thường em bán những cái cặp đẹp như này, số seri liền kề như này, tất cả đẹp gì 18,5 triệu. Cặp này thì em bớt cho các bác 1 triệu, là còn 17,5 triệu. Bác nào quan tâm thì alo cho em. Kế bên cạnh là em có một cặp 603 S2. Đây, so sánh các bác có thể xem 603 S2 và 603 S3 nó khác cái bát. S2 nó sử dụng bát giấy, S3 nó sử dụng bát nhôm các bác nhé, còn đều là chung Kevlar và chép dom hết. Bên này em có một cặp loa Mỹ JBL với model LX800. Cặp LX800 này thì tiếng rất là hay, dễ chơi, dễ ghép, chơi đa năng được, nghe nhạc, hát hò, xem phim, nhảy múa đều rất là ok. Trong cái tầm giá nó hay và nó chơi được đa thể loại, tiếng rất là tốt các bác nhé. Em sẽ báo giá cho các bác một lượt đi. Cặp lấy 800 có giá 9 triệu. Cặp BBK 603 S2, cặp này có giá 15,5 triệu. Cặp 603 S3 18,5 triệu thì nó về xấu cái bát tí giảm luôn, còn 17,5 triệu. Tất cả e căng đều đẹp zin xuất sắc luôn. Cặp Mirage của Canada có giá 11 triệu, chơi rất hay và độc đáo. Cặp này thì tiếng bass, tiếng chép, tiếng trung rất là rõ ràng, hơi hướng của high end nghe rất là chi tiết. Tiếp theo đó là cặp loa
Infinity cặp 3 với model là 6.1i. Cặp Infinity này thì có giá là 12 triệu đồng các bác nhé. Cuối cùng cặp Tannoy với model 615 MK2 rất là đẹp luôn. Cặp Tannoy thì có giá 18 triệu 500 ngàn đồng. Nhân vật chính của clip này đó chính là cặp Tannoy với model 615 MK2. Em là Trần sẽ test, hôm nay sẽ test cái cặp 615 này cho các bác nghe một chút. Đấy, rất là đẹp luôn. Em sẽ test để mời các bác cùng nghe. Em đang đấu vào cặp 615 MK2. Và loa Tannoy 615 MK2 là loa đẳng cấp đến từ thương hiệu của Tannoy, thương hiệu đình đám của Anh Quốc. Những cái dòng sản phẩm Tannoy tầm trung này khá là hiếm ở trên thị trường, mới giá chưa đến 20 triệu đồng các bác đã có thể sở hữu được cặp loa chất lượng như thế này. Xa nhau đã cách xa rồi, ta đã tiếng của nó rất là sạch sẽ, chi tiết. Vâng, cặp Tannoy thể hiện rất là chi tiết, tiếng của nó trong trẻo và sạch sẽ, một cái chất âm đặc trưng của Tannoy, đặc trưng của dòng loa quý tộc, dòng loa Anh Quốc. Cặp loa với cái mức giá cũng vô cùng là hợp lý, 18 triệu 500 ngàn đồng, các bác đã có thể sở hữu được một cặp loa đẳng cấp như thế này. Dòng này là dòng khá khủng của Tannoy trong thế hệ những cái dòng loa Tannoy cây cột các bác nhé. Đời này là 615 MK2. Các bác đừng nhầm lẫn với những cái đời 613 thì nó sẽ nhỏ hơn, bass nó sẽ nhỏ hơn và tiếng nó sẽ không được như thế này. Đây là Trần, xin kết thúc video clip này tại đây. Xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.